Xin chào quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại triển lãm Frankfurt 2019 và đứng ngay cạnh tôi đây là một chiếc SUV Coupe được mong chờ nhất và đã có rất nhiều khách hàng Việt Nam đặt hàng chiếc xe này về rồi. Nhưng đó là phiên bản thường. Còn phiên bản đứng cạnh tôi đây nó lại vô cùng đặc biệt. Thưa quý vị và các bạn, chiếc Cayenne Turbo S phiên bản E-Hybrid Coupe, có nghĩa là phiên bản Coupe phần đuôi. Phiên bản này lần đầu tiên được ra mắt tại triển lãm Frankfurt lần này. Và tôi rất may mắn ngày hôm nay là lần đầu tiên được nhìn em nó. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem ở trên phiên bản Turbo S E-Hybrid này thì nó có điểm gì đặc biệt. Vẫn như thường lệ là chúng ta sẽ kiểm tra một vòng ngoại thất xem là nó có cái gì hay ho. Trước tiên thì tôi lại nhìn vào khuôn mặt. Chúng ta hãy nhìn vào đôi mắt này. Cái cặp mắt này thì không khác gì so với chiếc Cayenne thường hay là Cayenne Coupe phiên bản Turbo mà tôi đã có cơ hội giới thiệu đến quý vị và các bạn trong triển lãm Bangkok Motor Show. Chúng ta sẽ có cái khe hút gió ở đây, nó hơi khác nhẹ nhẹ một chút. Chính xác là khác như thế nào thì tôi cũng không nhớ đâu. Nhưng tôi phát hiện ra ở đây có một cái chi tiết mà tập đoàn Volkswagen thường hay sử dụng cho những chiếc xe của mình, từ Bentayga cho đến Audi Q8 vân vân. Đây là cái camera, cái radar, cái hình tròn để nó quét những cái mặt đường, rồi nó quét những cái chướng ngại vật trước mặt. Tuy nhiên để đặt ở đây thì tôi thấy rằng nếu mà va chạm thì cũng tốn kém đấy. Đây này, các bạn có nhìn rõ không? Nó như một cái ống kính camera máy ảnh ấy. Đây này, đó, nhìn trông rất là xịn sò, nhưng cái này mà va chạm vào thì thôi, sửa chữa đắt thì khủng khiếp luôn. Ngoài ra ở trên chiếc xe này còn có cái hệ thống lưới tản nhiệt có thể đóng mở được, nó giống như những chiếc xe của một thương hiệu gần đây tôi hay giới thiệu đó. Có nghĩa là khi mà cần làm nóng nhanh vào mùa đông thì nó sẽ đóng cái lưới tản nhiệt này lại để làm ấm làm nóng nhanh hơn, giúp cái máy nó tròn máy nhanh hơn. Nhưng khi mà vận hành hiệu năng cao cần làm mát thì nó sẽ mở ra hết cỡ ra để cho cái động cơ nó được mát hơn. Đó, ở bên này tôi cũng có thấy những cái cánh tản nhiệt ở bên trong rất nhiều luôn đó, nhưng các bạn sẽ rất khó nhìn bởi vì nó sâu lắm và cái cánh tản nhiệt của nó rất to luôn. Ngoài ra thì cái lỗ này nó cũng thoát gió ra khu vực này đó. Bây giờ tôi sẽ mở cái nắp capo ra để xem cái động cơ này ở trong nó như thế nào. Cái động cơ này nó của trên phiên bản E-Hybrid Turbo S này có thông số như sau. Tôi vừa nhìn thấy thông số ở đây xong, nó lại đi đâu mất rồi. Đây. Cái xe này là động cơ V8 nhá. 3.996 có nghĩa là 4.0. Công suất của động cơ này sản sinh là 550 PS, có thể coi là khoảng 550 mã lực đi. Và moment xoắn cực đại là 770 Nm. Tuy nhiên, chiếc xe này còn được trang bị động cơ điện. Và động cơ điện nó có công suất là 100 kW, tương đương với khoảng 136 PS, 136 mã lực đi. Vậy tổng công suất cộng lại nó rơi vào khoảng tầm 686 mã lực. Khủng khiếp. Và cái mô men xoắn của cái động cơ điện này ấy, là 400 Nm, có nghĩa là cái lực đẩy ban đầu của nó cực kỳ khủng khiếp, tăng tốc rất nhanh. Đó, tổng công suất của cái xe này họ viết là 680 PS và mô men xoắn là 900 Nm, một con số khủng khiếp. Và họ cho biết xe này, cái xe khủng khiếp to như thế này, nặng như thế này, tăng tốc từ 0 lên 100 km một giờ chỉ trong 3,8 giây. Các bạn tin được không? 3,8 giây thôi. Nó ngang với những chiếc xe thể thao gầm thấp hai cửa. Quá là khủng khiếp. Tốc độ tối đa lên đến 295 km một giờ. Mức tiêu hao nhiên liệu là 3,9 lít cho 100 km. Bây giờ chúng ta sẽ sang, tôi sẽ mở cái nắp capo ra. Để cho các bạn xem cái động cơ này nó sẽ như thế nào. Wow, nó tuyệt đẹp.
Phải nói rằng cái khoang động cơ của những chiếc xe Porsche nói chung và của Cayenne nói riêng, nó thực sự là rất là gọn gàng và chỉn chu. Nó không có nhiêu khê rườm rà, kể cả những chiếc 911. Thậm chí các bạn không thể mở ra để nhìn khoang động cơ. Rất là nuột. Đẹp thật. Cái động cơ này, cái động cơ 4.0 V8 này, nó còn được sử dụng trên chiếc Lamborghini Urus, nhưng đã được tinh chỉnh để cho công suất mạnh hơn. Quá nuột. Rồi chúng ta sang phần thân xe. Phần thân xe thì cái phiên bản này nó giống hệt cái phiên bản Cayenne Coupe Turbo mà tôi đã giới thiệu đến các bạn. Nhưng ở cái bộ mâm này tôi chú ý nó rất là đẹp. Nó vẫn kích thước 22 inch thôi, nhưng cái sơn titanium mờ nó lại hơi ngả nhẹ màu vàng, cực đẹp. Kết hợp với phanh ceramic carbon. Các bạn hãy nhìn cái đĩa phanh này, nó cũng ngang với những cái đĩa phanh, thậm chí nó còn to hơn những cái đĩa phanh của những chiếc siêu xe. Khủng khiếp luôn. Và cái cùng phanh các bạn thấy 1, 2, 3, 4, 5. Tôi nghĩ nó khoảng tầm 10 cái piston. Tôi đang đếm ở đây thì thấy thế. Không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng cái cùng phanh này nó to đến gần một nửa cái đĩa phanh. Và hai bên nó đều có piston. Wow, riêng hệ thống phanh thôi nó đã khủng khiếp rồi. Và được trang bị lốp của Pirelli P0 là một loại lốp hiệu năng cao. Chắc chắn rồi, bởi vì cái xe này hiệu năng quá cao, lên đến 680 mã lực. Nếu không được trang bị cái đấy thì thực sự là quá phí. Đó, đây, chúng ta có huy hiệu e-hybrid ở đây. Nó sẽ chạy được điện. Và có cái ổ sạc điện ở bên này. Đây, các bạn hãy sang đây. Đây chính là cái sạc điện cho chiếc xe này. Đây. Đây là cái sạc điện. Ở Việt Nam thì sẽ không chạy được cái phiên bản này. Ở Việt Nam chạy cái phiên bản điện. Nhưng cái xe điện ở Việt Nam ấy thực sự là hơi bất tiện. Thứ nhất là không có trạm sạc. Thứ hai là không có nguồn điện ổn định. Và sạc như thế thì nhanh hỏng lắm. Ở nước ngoài thì họ đầy đủ. Tôi sẽ cất lại. Đó. Cái phần cúp này rất đẹp này. Ở trên nóc các bạn sẽ thấy là full sợi carbon luôn. Hãy nhìn sang đây. Cái nóc sợi carbon này nó làm giảm cái trọng lượng của xe. Và đặc biệt hơn là cái trọng tâm của xe nó được hạ thấp xuống. Nó hạ thấp xuống rất nhiều. Thì nó sẽ giúp chiếc xe ổn định hơn rất nhiều. Cái viền của chiếc xe này cũng là viền đen. Viền kính cũng là viền đen. Kính phía sau cũng là kính đen luôn. Đẹp quá. Đây, khu vực sạc đây. Đây không phải là chỗ đổ xăng mà nó sẽ là cái chỗ cổng sạc ở đây. Đó, các bạn sẽ cắm cái kia vào. Và nó có hiện thời gian ở đây. Hấp dẫn thật. Quá là hấp dẫn luôn. Mầm đẹp quá, mầm phanh rồi. Có thứ đẹp thật sự. Đây, chúng ta hãy ra phần đuôi xe. Phần đuôi xe chúng ta sẽ có một cái cánh gió nhỏ nhỏ ở đây, màu đen. Nhưng cái hay ở cái phiên bản Turbo và Turbo S này là tất cả đèn nó không bị màu vàng hay màu đỏ, mà tất cả nó chỉ là một cái monotone thôi. Có nghĩa là chỉ một màu đen, và khi mà đèn chưa sáng thì nó là màu trắng. Còn khi nào nó sáng phanh thì nó sẽ đỏ, khi nào xi nhan thì nó sẽ vàng. Và cái chữ Porsche ở đây nó là chữ nổi 3D, nổi khối màu đen. Và nó được đặt chìm ở bên trong. Cực kỳ ấn tượng, rất ấn tượng. Không chê vào đâu được, chưa hết. Hãy nhìn cái phần cản sau. Chỗ này làm bằng sợi carbon thật, toàn bộ luôn. Sợi carbon hoàn toàn luôn. Camera lùi đặt đây. Đây các bạn nhìn này. Sợi carbon họ dệt chuẩn chưa? Đẹp dã man. Tôi muốn nhìn vào cái ống xả. Ống xả thì thông thường những cái xe khác ấy, thì nó chỉ là một cái ốp ở ngoài thôi. Còn ở bên trong nó sẽ có hai cái lỗ, hai cái như kiểu hai cái ống nó thò ra. Còn cái này ống xả nó nối liền luôn ra đến tận bên mép bên ngoài này luôn. Rồi, chất lượng, rất chất lượng luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào trong chiếc xe này để xem cái khoang nội thất của xe này nó như thế nào. Cái xe này thì không cần phải bàn rồi, vì nó full option rồi. Nhưng mà nó sẽ rất hay, mời các bạn vào đây. Trước tiên, tôi phải giới thiệu đến các bạn là cái ghế này nó sẽ không giống như những cái ghế thông thường là bằng da rồi da lộn, mà cái ghế này nó vừa là da, nó vừa pha một chút vải. Cái này tôi không biết là nên gọi là nỉ hay là vải bố hay là gì, nhưng cái sợi dệt rất to và đẹp.
Thông thường thì chúng ta mà nhìn thấy vải ở trên xe chúng ta sẽ bảo ồ, bằng vải, bằng ni, chán đúng không? Nhưng lên đến đây cái xe này thực sự đẹp. Tôi muốn ấn vào một cái nút gì đấy để cho nó sáng lên. Tại sao họ lại tắt đèn của tôi đi rồi? Đây rồi, sáng rồi. Tôi sẽ bật cái này lên. À, bình thường thì ở đây nó sáng, tôi còn cả chìa khóa đây, tại sao lại không sáng nhỉ? À, phải có chìa khóa, đây chỉ là cái vặn thôi. Rồi, không sao. Cái chân này, chân hoàn toàn bằng da lộn nhá. Cả cái chân nắng cũng bằng da lộn luôn. Cái ghế này thì phong cách thể thao. Vô lăng cũng da lộn luôn. Toàn bộ da lộn hết. Đó, tôi sẽ gạt lên. Ở trên vô lăng thì có cái núm xoay tròn này để chỉnh cái chế độ EHSS+. Đó. Chế độ tiết kiệm rồi chế độ chạy nhanh rồi chế độ hiệu năng cao. Vẫn như thế. Tất cả những thứ trên xe đều như thế. Có một cái điểm mà cũng khá hay, đó là cái đồng hồ này và cái đồng hồ công tơ mét ở trong. Nó có cái kim màu xanh nọn chuối nhìn rất đẹp. Đó. Chất lượng nhỉ? Chất lượng. Ốp carbon này, tất cả carbon ở đây, da đẹp xịn sò. Hiện tại thì chiếc xe này đã khóa rồi. Nội thất thì vẫn giống hệt so với những chiếc Cayenne mà tôi từng giới thiệu. Nhưng mà cái cách mà họ pha chất liệu và màu sắc trên chiếc xe này rất đẹp. Tuy nhiên chiếc xe này mà về Việt Nam thì tôi nghĩ sẽ khó dùng, bởi vì nó là hybrid, nó phải sạc điện và các thứ. Tôi nghĩ dùng phiên bản turbo là đẹp lắm rồi. Các bạn về, các bạn ở nhà mua turbo là quá chất rồi. Hãy nhìn bên cánh cửa có cái hệ thống loa Burmester, cực đẹp luôn. Loa Burmester thì không cần phải bàn cãi nhiều đâu, nghe hay lắm các bạn ạ. Mình cũng đang sử dụng một cái hệ thống loa này và phải nói rằng rất chuẩn, cửa hít luôn nhá. Những ai mà ở Việt Nam đặt chiếc này mà bản thường ấy thì nó, tôi được biết bản thường cũng option cũng đủ dùng, hợp lý, 4.9 tỷ. Các bạn nghĩ sao ạ? 4.9 tỷ quá hợp lý cho một chiếc SUV đỉnh cao của Porsche đúng không? Quá chất luôn. Các bạn thấy mức giá đấy như thế nào và cái xe Cayenne Coupe này nó như thế nào thì hãy comment ở phía dưới để chúng ta cùng thảo luận thêm. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Xe Hay, bấm vào nút chuông để theo dõi những video mới nhất thường xuyên hơn. Và bây giờ thì xin mời đi ngắm lại một vòng chiếc Cayenne Coupe phiên bản Turbo S e-Hybrid này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.